mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Thi hành lệnh truyền của Chúa phục sinh. Khi nghe Thánh Ignatius nói: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Thánh Francisco Xavier đã từ bỏ tất cả, hăng say ra đi loan báo tin mừng cho mọi người đến những vùng đất xa xôi. Nhờ đó, Ngài trở nên vị thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo. Sau khi đón nhận tin mừng phục sinh, các môn đệ được Chúa sai đi để chia sẻ và loan báo tin mừng đó cho mọi người trên thế giới. Qua dòng lịch sử, lệnh truyền của Chúa Giêsu luôn thôi thúc giáo hội và biết bao tâm hồn được ánh sáng phục sinh soi chiếu ra đi đến mọi miền thế giới. Họ bất chấp mọi gian nguy, khó khăn, thậm chí hy sinh tính mạng, miễn là tin mừng của Đức Giêsu Kitô được rao giảng. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được sai đi đem tin mừng phục sinh đến cho tha nhân, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống xứng đáng hơn trong ơn gọi Kitô hữu bằng việc loan truyền niềm vui phục sinh đến với mọi người qua đời sống tốt lành và bác ái. Amen.